Những lý do khiến Thanh Xuân có bạn hai chỉ được chấm 4,9 điểm trên đa bần dù thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay từ khi sâu chưa phát sóng, Thanh Xuân có bạn hai đã có những chủ đề cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận thế nhưng khi sâu ra mắt lại hứng phải hàng loạt chỉ trích gạch đá từ người xem. Có thể nói Thanh Xuân có bạn hai chính là chương trình hot nhất thời điểm hiện tại, sâu quy tụ dàn host. Huấn luyện viên cực chất là những cái tên thu hút khán giả như Thái Từ Khôn, Lisa Blackpink, Ella, Johnny J, thêm. Vào đó, giàn thí sinh cũng mang đến những grammar thị phi bên lề không kém như Tần Ngưu Chính Huy, Ngu Thư Hân. Sau khi tập một ra mắt, chương trình tạo ra nhiều chủ đề gây tranh luận, bàn tán khắp cộng đồng mạng. Thế, nhưng sau một ngày phát sóng, những lời đánh giá chất lượng của sâu lại không hề khả quan, điểm trên đa bần chỉ có 4,9 điểm, thành phần bình chọn chủ yếu từ 3 sao trở xuống. 4, 5 sao chiếm vai trò rất ít trong khi một sao lên đến gần 30%, có nhiều lý do, khiến thanh xuân có bạn mùa 2 bị đánh giá chất lượng thấp đến như vậy? Hãy cùng Sao Star điểm qua những nguyên nhân chính, khiến khán giả chung không hài lòng về chương trình nhé. Đầu tiên, việc ra đời quá nhiều sâu tuyển chọn tài năng, khiến khán giả mệt mỏi, nhàm chán, chỉ trong vòng 1-2 năm trở lại đây có đến 5 tháng 6 sâu thực tập sinh âm nhạc. Thời điểm ra mắt giữa các chương trình gần kề nhau. Mô tiếp nội dung chẳng có gì mới mẻ, nhiều chương trình, nhưng bản chất chỉ là một, điều này gây ra sự nhàm chán, ngán ngẩm đối với người xem số lượng chương trình quá nhiều thí sinh tài năng thì không đủ khiến chất lượng thực tập sinh ngày càng trở nên không đồng đều nhiều khán giả bình chọn thực tập sinh chủ yếu là vừa mất còn tài năng thì tạm gác sang một bên tuy nhiên ngay cả mặt bằng nhan sắc của thanh xuân có bạn mùa hai cũng chẳng đẹp như mùa trước thậm chí có ý kiến cho rằng nhan sắc của pd thái từ khôn đã lấn át hết dàn thí sinh rồi ngay cả nữ đạo diễn chương trình còn khiến khán giả mến mộ chú ý vì gương mặt xinh xắn còn hơn cả thí sinh Điểm thứ ba chính là nhịp điệu chương trình quá chậm, như một bộ phim truyền hình bị kéo dài số tập bơm nước. Suốt hơn một tiếng ở tập một khán giả chẳng thấy một tình tiết đặc sắc quan trọng nào, dân mạng còn phải nhấn nút tăng nhịp điệu, để dễ dàng xem hơn thay, vì tốc độ bình thường gây quá nhàm chán, dề dà. Một trong những yếu tố, khiến chuyên môn của chương trình không còn cuốn hút như mùa trước là, vì dàn huấn luyện viên tỏ ra quá thân thiện với thí sinh. Chính, vì sự thân thiện của họ tạo ra những, màn trò chuyện phím làm giảm đáng kể sự tập trung kéo dài thời lượng còn nhận xét góp ý chuyên môn thì chẳng thấy dâu nhiều người xem bày tỏ huấn luyện viên năm nay quá hiền từ chẳng thấy sự nghiêm khắc cần có để uốn nắn thực tập sinh tôi cảm giác như xem một bộ phim truyền hình trong đó không hề tồn tại nhân vật phản diện vậy những tác phẩm như vậy rất khó để trở thành kinh điển dù biết rằng khác biệt giữa phim ảnh và sâu thực tế rất lớn nhưng điều đó khiến tôi chẳng còn hứng thú để xem tập tiếp theo nữa Điểm sáng của chương trình có lẽ là độ dễ thương của Lisa. Và sự ấm áp, ga lần, khiêm tốn của Thái Từ Khôn. Lượng fan đông đảo của cả hai chính là nhân tố rất lớn kéo lượt xem cho thanh xuân có bạn hai. Hy vọng, rằng trong những tập sau, chương trình có thể cải thiện những vấn đề, khuyết điểm, đang tồn tại ở tập 1. Dù gì đây chỉ mới là sự khởi đầu. Những màn thể hiện cùng năng lực của thí sinh hứa hẹn sẽ thu hút khán giả hơn ở những tập kế tiếp nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại